Thung lũng Quế Sơn có diện tích khoảng 150 km2, bao gồm 8 xã và thị trấn vùng trung du của huyện Quế Sơn. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Cấm Rơi là căn cứ quân sự vững chắc với tên gọi La Rose làm tiền đồn bảo vệ quận lỵ Quế Sơn. Do vị trí chiến lược và tầm quan trọng của căn cứ Cấm Rơi lúc bấy giờ, Quân ủy Trung ương và Quân khu 5 đã xác định trong chiến dịch hè thu năm 1972 phải giải phóng toàn bộ thung lũng Cấm Rơi và quận lỵ Quế Sơn. Và bằng tinh thần dũng cảm vô song, sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quế Sơn, chiều ngày 19 tháng 8 năm 1972, các chiến sĩ tiểu đoàn 8 của trung đoàn 31 đã cắm lá cờ chiến thắng trên sở chỉ huy tại cứ điểm Cấm Rơi. Chiến thắng Cấm Rơi có một ý nghĩa về mặt lịch sử, góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân Quảng Nam và lực lượng chủ lực của ta trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, buộc Mỹ phải tiếp tục ngồi vào bàn hội nghị và ký kết Hiệp định Paris. Chiến thắng Cấm Rơi còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh và ý chí quyết thắng vì độc lập tự do của quân và dân khu 5 nói chung, quân và dân tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn nói riêng. Từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, khí thế tiến công cách mạng năm xưa, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định cuộc sống nhân dân và từng bước gặt hái được những thành công trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tập trung xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới. Lấy sản xuất nông nghiệp là trụ cột trong phát triển kinh tế, nhiều năm qua, Quế Sơn đã và đang đầu tư các nguồn lực để phát triển đồng bộ gắn với xây dựng nông thôn mới. Với lợi thế đất lâm nghiệp khá lớn, huyện chú trọng mô hình trồng rừng nguyên liệu làm hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng cũng đã giúp giải quyết việc làm ổn định cho các địa phương trong huyện. 1/2 thế kỷ đi qua, chiến thắng Cấm Rơi vẫn mãi là mốc son vẻ vang trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc và là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân và mảnh đất Quế Sơn anh hùng. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Cấm Rơi 19 tháng 8 1972, 19 tháng 8 2022 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức truyền hình và phát thanh trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2022. Trân trọng kính mời đồng chí, đồng bào quan tâm theo dõi, đón xem.